Xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của VV Cát Viên Chiên nha. Thì đó, hôm nay là ngày hội ngộ những tinh hoa cho mọi người nha. Sợ ma quá. Đúng rồi, mùng 1 đầu tháng thì hôm nay gia đình của em, nói chung là nhóm L đó. Thì gồm có những thành viên sau đây là chị Nhiên lớn trước. Thì em xin giới thiệu chị Nhiên là người lớn nhất nha, là chị Nhiên. Nhiên Mạn Cầu xin chào khán giả yêu thương. Đó thì em để góc máy đó để em quay, để hôm nay nói chung là có một cuộc nôm na. Ơ phao chưa, với người tiếp theo nữa. Đưa cái mic qua. Đưa cái mic, ý là mỗi người đi qua cái mic nó hâu tiếng vô. Nói mọi người một tiếng hả? À, đưa xong đưa qua cho cô ba. Đấy là cầm thôi. Cầm thôi được. Vậy hả, rồi nói gì? Đúng rồi, rồi chào mọi người. Dạ em chào mọi người, chúc mọi người ngày mùng 1 bà thanh tịnh. Cái bên nữa, ông xã nữa. Rồi ông xã không chịu vô nha. Rồi em là cô ba. Xin chào mọi người. Đây. Còn đây là bé tên gì của bé Pepsi nha, con của chị Trinh. Và em chùm cuối Vedette Christina Lệ Linh nha. Em xin chào mọi người. Cầm. Hôm nay động lực gì mà khiến em vừa mua đồ rất là lực lực cái outfit tại như vì vậy? Em cũng vừa có mới có một cái chuyến bay ở Hà Nội bay về, em cũng mới đi show về đó. Thì cho nên là ghé đây mùng 1 thanh tịnh với mọi người, em gặp mọi người. Ủa là em có show gì vậy? Em có một cái show gọi là trong một cái clip kính thôi, không có thể nào mà nói tiện ở trên đây đó. À như là nút biển chai rồi là đang chạy. Nó nói giỡn là mọi người đi chơi em điệu lắm, em thích diện đồ vậy đó, kiểu vậy đó. Thì hồi sớm là em với Vivi với cô ba là có mỗi cuộc hẹn đi cà phê. Thì vô tình hôm nay là mùng 1 cho nên là tụi em cũng muốn có một cái cuộc hội ngộ trong nhóm L của tụi em mọi người. Đó, gặp nhóm L mình bật nhóm L là nhóm lửa. Là nhóm kiểu giống đúng rồi. Thích nhóm L vậy đó chị. Thì bởi vì mình có điểm nhấn của mình là nhóm L để cho ai muốn hiểu gì hiểu. Nếu mà người nào mà đạn rồi giống như là không có gọi là không có gọi là sao thì nghĩ là cái hướng khác. Hướng khác, còn mình là mình nhóm L. Nhóm lớp cũng được, nhóm tình yêu đó, mang tình yêu thương này tất cả tới mọi người. Còn nhóm lửa thì là lửa thì cũng là hấp sáng những hai tia hy vọng đồ lên đó, chị có biết không? Đó thì mùng 1 là hôm nay là thanh tịnh nha, không có chữ lộn trên đây, không có sôi nổi trên đây, em là mình thanh tịnh đúng không? Nói chung là hôm nay là cái nói lời yêu thương. Đúng rồi, phải chữa lành rồi các kiểu rồi đó, thì đôi khi mình cũng phải mình vui vẻ lên chút xíu, hiểu không? Dạ. Thì hiện tại thì còn một món lẩu chưa lên thôi, em sẽ giới thiệu đồ ăn nha. Không biết là quay tới không? Hồi nãy quay chắc tới mà. Dạ. Đó, đây là món hoành đánh chiên. Đó. Còn đây là gỏi rong biển nha mọi người. Đây, còn đây là chả giò rong biển. Hồi nãy là tụi em có một món gì nữa đó. Rồi mà đậu hũ mà tụi em ăn hết rồi, quá đói mọi người. Thì hiện tại hôm nay tụi em đang ăn ở quán Rô nha mọi người. Quán đồ chay Rô ở trên đường Trần Hưng Đạo nha. Không, giờ đó không. Ủa là không có hả? Ăn rồi, gieo duyên đây má ơi. Gieo duyên hả? À. Sao em nghe chị nói chị mời mọi người hôm nay thanh tịnh đầu mùng 1 mà. Hồi chiều ý là, hồi chiều em nghe chị nói là mời nên em mới đi mà. Xịt keo phút này nha. Thôi vậy mình ấy ra mình về ha. Ủa là sao? Ủa tụi em ý là chị nhắn quá trời cái tụi em mới tưởng vậy thôi. Ra ăn để mình quay clip cho bả ra. Quá trời tiền luôn chị bao không được. Chắc chị bán cơm trái không bao, chị đang bán cơm. Nhưng mà chị Nhiên người ta còn phải nuôi con người ta nữa, cuộc sống nữa, còn chị một tháng chị thu nhập 30-40 triệu đúng không? 30-40 triệu của hốt ăn cướp ở đâu ra hả? Mọi người đứng dậy về nếu mà thôi đi về. Thôi mình chơi kiểu Mỹ đi bé má ơi. Chơi kiểu Mỹ hả? Nói ra thì bắt công. Bữa đang mùng 1 chị Hữu Duyên đi. Hỏi bà thì nói chung là trời ơi, bắt đầu tự nhiên ăn chay mà chuẩn bị thành cái gì vậy đó mọi người. Đó thì tụi em còn một cái lẩu uyên ương nó sắp lên nha. Đó em cũng đang rất là đói luôn. Thì hôm nay thì do Minh với lại cô ba đó thì có giới thiệu cái quán này, quán Rô đúng không? Đúng rồi, Rô. Rô Rô chứ phải là Rose. Rose là hoa hồng. Đúng rồi, Rô. Đúng rồi, với địa chỉ là 567A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người nha. Ngay góc qua Nguyễn Văn Cừ với lại Trần Hưng Đạo đó thì tụi em đã phát hiện ra những cái quán chay ngày hôm nay. Là hôm nay là mùng 1 nữa, rất là gọi là để ra đồ ăn thì mình chưa có nếm như thế nào, để mình ăn xong mình nếm như thế nào có coi ha. Chị ơi, trước, lúc trước là tụi em có ăn ở những cái quán khác cũng trên đường Trần Hưng Đạo luôn. Nhưng mà thì hôm nay là tụi em thử cái quán này thì tụi em cũng ăn trước món chả giò nè mọi người, ăn ngon lắm mọi người. Dạ. Chị định ăn tỏi chay, biết tỏi chay không? Tỏi chay hồi nãy tụi em tính đi á mà đông quá tụi em đặt bàn không kịp. Là tụi em tính đi ăn tỏi chay. Dạ, tỏi chay cũng hoa sen hả? Ừ, vậy là mình chưa ăn tỏi chay hả? Hả? Mình chưa ăn tỏi chay. Nè. Mà sao? Mọi người đi đi. Rồi. Mời
cả nhà mình trên live của chị trên YouTube của chị Vy Vy. YouTube của chị Vy Vy, cá viên chiên ăn với Duyên và cả nhà. Dạ. Pha nước chấm hả Vy? Chị làm tới đâu chị giới thiệu. Nhưng mà chị nói trước cho chị nha. Hôm nay là chị Hữu Duyên chị bao á. Ôi trời ơi, thì có chắc mình tôi bán sữa chua quá à. Bây giờ sữa chua đâu có quan trọng đúng không? Tình cảm. Dạ. Vậy sao bao là tình cảm, không bao là không tình cảm sao? Wow. Vậy thôi mạnh dạn nhà chùm mền ngủ đi mấy má. Trời ơi sao mùng một mà kỳ quá. Lúc đầu clip mọi người thấy không? Đầu clip vui vẻ, đầu clip nhẹ nhàng. Ờ mọi người. Đó thì bây giờ Vy chị thử cái này đi ngon lắm đó Vy. Ok nha. Dạ em mời mọi người nha. Cái này là chả giò rong biển. Đó em sẽ ăn thử cho mọi người. Giống như là cái gì lắm. Kim bắp chiên. Đúng rồi. Rất là giống kim bắp chiên luôn mọi người. Mà hình như là ở trong là có cái gì ta? Nó bùi bùi đó ta. Dịu ha. Chị bao mà. Chị bao. Cái này ăn với gỏi á chị. Vậy hả? Ăn với gỏi á. Tới không? Em thử món khác nha. Em lấy cho. Đây là muối trong biển nha mọi người. Lấy một miếng xoài. Có ăn cái gì nữa kêu thêm nữa không? Tẩu hủ. À, tùy em à, em muốn kêu gì em kêu. Gọi là mình ăn chung cái này đó hả? Đúng rồi, ăn với gỏi. Cái này là bánh phồng tôm nha mọi người nha. Bỏ lên. Chị nghe Vy Vy á, ba quá chị mừng quá chị chạy xe để tay này. Chị kể với mọi người đi. Hả? Nghe mọi người ơi, nghe Vy Vy bao quá. Trời ơi, chị mừng quá. Từ đó giờ Vy Vy không bao ai hết á. Trời ơi, hôm nay Vy Vy công không? Vy Vy bao hả? Như mừng quá, như chạy xe bị tai nạn. Thấy không? Đưa chân lên bạn mà. Xuống má ăn cho lên lên rồi. Ý là gì tình cảm mà chị Duyên bị đụng xe mà chị Duyên dẫn đến đây tham gia thì một chút cái tấm lòng của Vy Vy không được sao mọi người đó. Ngồi Vy Vy giả bộ không nghe luôn. Không bao mà ăn nhiều luôn á. Ngon chị. Không có bao mà còn ăn nhiều nữa. Mỗi ăn nhiều Vy Vy em hết. Ngon lắm luôn á. Ta chị không biết mắc cỡ luôn. Mắc cỡ gì má. Đói bụng là cứ việc ăn. Mình chán mâu tử mình xong nên muốn làm gì làm. Thầy cô ba nè, quên nữa, hỏi cô ba nữa. Thì nói chung thì cơ duyên nào đến cho chị em mình biết ở đây ta? Thật ra lúc đầu là em coi clip của anh Andy chưa, là biết Lan Quế Phường chưa. Sau đó là em thấy Vy Vy bị chửi nhiều quá. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà người ta chửi người này nhiều thì phải cần người thích. Thì đó là lý do mà em thích chị Vy hơn. Thì trong các clip của chị Thu Phương á, thì là em hay vô comment nhiều. Rồi từ đó thì chị em cũng biết. Rồi lúc mà hẹn với anh Andy á, cũng nói chuyện với anh Andy qua Facebook. Vậy là bây giờ cuối cùng bây giờ chị đã hiểu rồi, những cái comment toxic là em đúng không? Thì kiểu là mình khịa thôi, chứ mình cũng không có phải là nặng lời, là chửi là con đầu hói này nọ. Mấy cái đó là em không có chửi. Em chỉ nói là chị Vy duyên quá rồi này nọ. Rồi nhiều khi mình khịa một hai chữ thôi. Chứ còn xúc phạm người khác thì với em đừng giống như Lệ Linh nha, lấy cái nít chữ Lê Minh cái mặt của nó lên luôn nha. Là chính nó. Em đính chính lại một lần nữa. Là cái nít Lê Minh mà có cái mặt là không phải em. Em đã thề với Vy là em học máu là không phải em. Em chỉ có xài là hai cái nít thôi. Một nít là Lê Minh luôn, một cái nít kia cũng là Lê Minh luôn. Nhưng mà em chỉ xài cái nít mà nít Lê Minh là em đổi thành Christina Lệ Linh rồi em để cái mặt Vy Vy. Đó là cái nít chính em xài, không bao giờ mà em chửi Vy Vy, không bao giờ hồi đó giờ luôn. Mà một hai Vy nói, hồi xưa mày bình luận mày có chửi Lý Phương Phương nữa không? Mày có chửi tao đúng không? Em nói không bao giờ mọi người ơi, thật sự quá là kỳ luôn. Rồi xin cảm ơn đôi lời của lại Lệ Linh nha. Thì đến với cô ba thì cô ba em chia sẻ cảm nghĩ như thế nào mà trong một cái nhà em có cảm giác như thế nào không? Cảm giác mọi người rất là vui, có cái năng lượng rất là khác. Rồi một phần là bởi vì mọi người rất là hòa đồng, cho nên là đó là lý do mà thích nhóm. Mà đặc biệt là Vy Vy rất là hòa đồng. Có quen hay không quen Vy Vy cũng chửi thẳng. Mở hổn đó được. Rồi nói vậy khác là nói mở tôi hổn trời. Rồi nhưng mà bên cạnh đó thì biết Vy Vy cũng rất là quan tâm người khác, cho nên là cái đó nó cũng là một trong những cái thứ khiến cho em cảm giác là gần gũi với chị hơn là những anh chị khác.
Thì đó là lời thật lòng nha, em không giả bộ nha mọi người. Thôi khó đi mẹ. Rồi C, con thấy cô ba làm sao? Không biết. Trời ơi. Nói gì vậy? Không biết. Chưa. Rồi, có lúc mà em còn nhớ những ấn tượng ngày đầu tiên chị em mình gặp nhau không? Cao. Lúc đó chị bị cao, trắng. Rồi sao? Hơi lanh chanh chút. Còn giờ? Giờ trầm tính hơn hồi xưa nhiều. Đấy là cách đây cũng 2 năm rồi đó. Bớt. Mà có lúc vô duyên. Tại vì cái đó là em muốn như vậy để cho em có gọi là một cái điểm nhấn cho bản thân em. Chứ mình hòa quá, mình yên, sống yên biển lặng quá thì nó không có gì gọi là hay. Có những cái em nói dở. Thì bởi vì em nói dở là tưởng thiệt không á. Mà cái mặt em rất là căng luôn. Sao rồi? Trời ơi. Khi mà ai mà theo dõi nhiều quá thì mới biết là tụi em giỡn, cái kiểu giỡn của tụi em. Còn mà nếu mà những người ấy thì có thể là hơi với đúng rồi. Nói thiệt là gì? Vì sao mà con nói cô Vi không thiệt? Cái xong Si nó nói là hôm bữa cô Vi chửi con là xạo. Trời ơi. Nó nhớ hoài luôn, má nó nhắc hoài. Nói chung là con Trinh á, nói chung là rất là dễ thương mà con cái biết sao mọi người. Lâu lâu có tự nhiên ở đâu mà ngồi chơi vui vẻ cười hắn hả hở đòi đi về sản gì đó. Bữa hổm là hiểu lầm là bữa anh Tọn kêu em chở nó về rồi nó mới giận nó đòi đi về. À là con bị tổn thương. Bây giờ chị phải xin lỗi nó đi, nếu không nó giận. Vui xin lỗi con không chịu không? Xin lỗi con chịu không? Không có chấp nhận lời xin lỗi luôn hả? Trời ơi mình phải xả đi. Ờ. Trời ơi, xong rồi đó. Con ăn hết dĩa tủ luôn, con chưa xả được luôn hả? Còn Trinh nè, em chia sẻ thời gian sắp tới dự án của chị em mình như thế nào? Thì cũng là trên con đường gọi là cố gắng. Đang khởi nghiệp, trên con đường đang khởi nghiệp thì mọi người cứ đợi đi từ từ. Khi nào có, thời gian sẽ trả lời tất cả. Tại vì cái chuyện làm ăn mình cũng không có. Đúng rồi, không có nói trước, bước không có qua. Bị hớ rồi, chị đã bị hớ rồi. Nói trước thì bước không qua. Rồi là cứ từ từ đi. Nói chung là cứ là thông báo cho mọi người biết là sắp tới thì cũng sẽ có một cái. Nói chung là tụi em vẫn đang cố gắng. Hai chị em vẫn đang cố gắng. Nói đúng ra là hai tụi em là tay trắng. Cũng bây giờ đang cố gắng mà không biết ước mơ nó có hiện thực hay không. Cũng đang cố gắng thôi chứ không có dám nói trước. Hai chị em vẫn đang cố gắng từng ngày. Đó là ước mơ. Mong khán giả yêu thương và lúc nào cũng nghĩ tới về VV, ủng hộ VV nhiều hơn để cho VV có cái tinh thần làm nhiều cái clip, sau này VV làm nhiều clip hay không phụ lòng khán giả. Để mình phấn đấu để mình làm nhiều cái clip hay vui để không phụ lòng khán giả, để lúc nào cũng yêu clip VV. Rồi sắp tới đây thì tụi em có một chuyến đi Cổ Thạch, đi chùa là ngày 11 đúng không chị? Đó thì gồm thành viên là Chinh Chinh nè, với lại chị Nhiên, Vivi, Giang Hân. Đó thì bốn chị em sẽ đi chùa tham quan thắng cảnh tại ngôi chùa Cổ Thạch đó mọi người. Thì nói chung là hè thì người ta đi đông đúng không Chinh? Dạ đúng rồi, đông lắm mấy ngày này. Linh chỉnh là đông, nhất là thứ bảy chủ nhật luôn. Biển đồ đó thì bóng phòng bé luôn. Mà có phải đặt trước không chị? Đặt không, chắc cái chủ xe đặt trước cho mình. Đúng rồi, chủ xe phải đặt trước. Mà đi cái đó là tháng 9 là em thấy cũng nhiều lắm á nha, tháng 9 là ngày dưới luôn không Nhiên? Vì tháng này là tháng gì, tháng 9? Tháng 6. Không, tính ở dưới kìa. Ở dưới tháng 6, bữa nay là tháng 6 rồi. Tháng 6. Ủa, xe qua xe lại gần Tết nữa rồi, còn 6 tháng nữa Tết. Mỗi năm là ngát thôi, bây giờ xe. Mẹ là tháng 9 đó, là mẹ bố Phương có đi nữa. Đó, là mình đặt Phương Phương tụi em mà đi sau thêm lần nữa, mốt đi thêm một lần nữa. Nói chung tháng 9 hàng năm là... Tháng 9 là dưới, còn tháng này là tháng nghỉ hè. Đông lắm. Tại vì chị Vi cũng có hỏi em là cái chuyến này có đi không, mà tại vì cái chân của em á, mọi người cũng biết rồi đó, thì nó cũng gọi là nó đi được, đi cà nhắc được thôi. Chứ còn mà nếu mà nói mà đi cái kiểu mà khi mà mình đi chùa thì mình phải đi bộ nhiều nè, cho nên là em sợ là mình đi nhiều thì cái chân nó nhức và nó động, mà nên là em sẽ hẹn cái lần tháng 9 nha, em sẽ đi với nhóm Thu Phương. Đúng rồi, thì tháng 9 đương nhiên tháng 9 đi với Thu Phương thì em sẽ đi, tại vì em cơm trắng không? Không có khả năng để vui đâu, tại vì cái năm rồi á là Thu Phương cũng có đi, nhưng mà ở dưới quê em mắc việc nên là em
ba cái ngày đó thì em xin về quê để em làm một số giấy tờ cho xong đó, thì nên là năm nay thì năm nay em đương nhiên sẽ đi rồi. Nói chung này hai năm ngoái là hơi Lệ Linh cũng bị hụt đi một lần. Em cũng đâu đi đâu năm ngoái. Chị không đi luôn. Năm ngoái là chị bận tiền cái nhà đám của anh chị đó. Còn năm nay sao? Năm nay thì đi được, ngày mai là giáp năm mình, y lộn ngày thứ ba là giáp năm rồi. Tại vì năm đầu nó không có nhắn được. Còn chị Duyên muốn ta chia sẻ vô cuộc sống hiện tại của chị như thế nào không? Em ơi, lên em chỉ cái lỗng nha. Chia sẻ hả? Cuộc sống hiện tại của Nhiên thì cũng ngày đài qua ngày kia bán hàng thì cũng có nhiều khách yêu quý, thì từ cái clip với Thu Phương đồ đó, với Vy cũng đăng clip thì cũng có nhiều người thương, thì thương thì ở đâu cũng vậy, cũng có thương có ghét, thì nhưng mà mình cũng cố gắng để cho người ghét cái thương mình luôn, nên mong mọi người có những có làm những cái gì hay là mở lời không có đúng thì mong mọi người bỏ qua, có đôi khi ai cũng bị hớ. Với lại chị Nhiên cũng ít có lên quen với cái việc mà quay nữa, nên là đôi khi là sẽ bị một chút không có được giống như bình thường, mình quay cho nó trơn tru, nên là mọi người cũng phải thông cảm. Thôi để cho nha. Cô ba khuấy động lại không lý rồi em biết nói chuyện. Em hỏi đi, cho cô ba hỏi đi. Đó, thì bây giờ là lên cái lẩu nha, cô ba giới thiệu giùm em đi. Dạ, thì hôm nay là mình hồi nãy Lệ Linh với lại chị Nhiên cũng có thể kêu một cái lẩu Thái với lại một cái lẩu gì? Lẩu củ sen. Rồi, vậy thôi. Lý do vì sao chị bắt đầu làm YouTube? Lý do là tình cờ. Tình cờ tự nhiên trong đầu chị có ý, có suy nghĩ ra là mình phải có cái gì đó để cho bản thân mình nổi bật riêng. Em hiểu không? Các bạn thân mình nổi bật riêng rồi thôi mình làm YouTube. Mình làm YouTube thì cũng có Thu Phương nó cũng hỗ trợ chị. Rồi xong rồi khi mà chị có view, có sub rồi đó, thì Thu Phương nói thôi mày tự quay khác đi, mày tự kiếm tiệm tò của mày đi, để dính tao hoài là không có quay được. Thì bắt đầu thì Vy mới tập làm mấy cái series Come Out đó bé. Rồi mới được cái tự nhiên cái tăng vùn vụt lên, rồi cái mở rộng đến bây giờ. Chứ ngày xưa trời bị chửi viết bao nhiêu. Nói chung thì mạng xã hội mà nó cũng có con dao hai lưỡi. Có còn người thương cũng có người ghét, thì làm sao mình kiểm soát được, em hiểu không? Thì thôi mình cứ sống về bản thân cho mình trước đi. Vậy chị thấy khi mà chị quay YouTube á, cái cuộc sống chị nó có thể thay đổi nhiều so với trước đó không? Có chứ em, thay đổi rất là nhiều luôn. Thay đổi một sự mà khách mà rõ rệt, chị có công nhận em được điều đó không? Cái gì cũng thay đổi hết, chỉ có cái hội mình chưa thay đổi. Ôi buồn ghê. Trời ơi, đang khúc đang tâm trạng đó, chị chọt vô. Em đang romantic và chị kêu em bây giờ chứ thiệt. Nói chung thì nó thay đổi rất là mọi thứ rất là nhiều, hay một cái chiều hướng tốt. Rồi sau này về sau thì chưa biết như thế nào. Giờ trước mắt thì cứ như vậy đi. Vậy thì chúc cho chị đi, chị làm được ngày lâu ngày nào tốt ngày đó, mang đúng lại rồi. Nhiều cái năng lượng tích cực khác cho tới mọi người. Chúc cho chị càng ngày càng rực rỡ. Mà chúc còn một chút nhiều quá không có trả tiền đâu nha. Quanh đi quẩn lại cứ nghĩ hoài. Chúc cho chị sống trong ánh sáng hào quang. Chị nói là chị phải cố gắng ra clip nhiều vui vậy đó. Em sẽ cố gắng, tại vì mà biết mỗi lần đi quay là mình phải nhiều cái suy nghĩ xảy ra lắm, hiểu không? Chứ không phải là mình quay đại trà. Mình phải có cái gì đó riêng, cái bản sắc cho cái kênh của mình riêng nữa. Không nha. Chị nghĩ thấy nhiều khi mình quay đơn giản thôi, bình thường thôi, cũng như cái kiểu tự nhiên á. Bắt buộc người này người kia nhiều khi cái trong người ta có những cái tố chất người ta nói đơn giản mà nó vui. Đúng rồi, nhiều khi là một phát ăn tiền luôn á nha. Chứ kêu qua kịch bản rồi, đâu có trường lớp đâu mà kịch bản. Thật sự luôn, có những cái lời nói người ta tự nhiên phát ra những cái nó vui, mà có những lời vô kịch bản cái nó vui vui. Vậy chị có tính là chị sẽ đổi chủ đề hoặc là làm những cái chủ đề mới? Có chứ, chị có nhiều dự định lắm, để mình từ từ như thế nào mình coi nếu mà mình nói chung thì nghề chọn mình chứ mình không được chọn nghề, đúng không chị? Nghề phải chọn mình chứ mình không được chọn nghề. Không, khán giả yêu quý Vy, tại vì có những lúc Vy cũng nóng, cũng nói những cái lời không hay, nhưng mà ở ngoài đời là Vy không có vậy. Dạ, gặp Vy rồi mới thấy. Ở đây Vy không có lòn tay ai để nói tốt hết nha mọi người. Có sao tụi em nói vậy thôi. Mình không có nói thêm. Dạ, đúng rồi. Giống như em thấy YouTube á, chị hiểu không? Giống như cái kiểu gì nào? Người ta sẽ đi chờ đợi một cái nhân vật đó thật là tự nhiên, chứ không phải là người ta phải sắp xếp kịch bản thì cái kênh đó mình nó mới phát triển lên, chị hiểu không? Chứ không phải là mình chờ đợi, không phải là mình bắt vô cái trend của người ta, không phải. Giống như ví dụ chị muốn quay nhân vật của ba đi, là chị phải chầu chực, trời ơi của ba nó làm có những hành động gì đó mới gọi là một phát ăn tiền luôn. Là mình sẽ kiếm được từ từ mà những cái hút ngẫu nhiên nó hiếm lắm.
nó không có nhưng mà làm clip á nó cũng khó lắm em. Đúng rồi, cái clip á là đem tới cho một khán giả tích cực, một cái clip đem tới khán giả bực bội để cho mình định môi trường đó rồi, nên mình phải hạn chế lại là cái clip nào mà nó đem đến cho người ta một ngày làm một việc mà vui vẻ, cái người ta vui ta coi clip mình, người ta tu này tu lại ta coi hoài vậy đó. Nói chung là thì chị làm cái YouTube này á, đối với cá nhân bản thân chị thôi thì chị cảm thấy là chị cảm ơn khán giả rất là nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị mang gọi là tình cảm hai người này á đến giúp chị trong thời gian chị làm quá trình YouTube, là một là Lâm Avan, hai là anh cả đã mất rồi. Và chỉ có hai người thôi, Lâm á thì làm quá đơn với lại làm mấy cái bậc kiếm tiền cho chị, còn anh cả thì chị edit đồ rồi với lại mấy cái chỉnh sửa rồi riêng tư đồ đó, là anh cả là hẹn ra một góc cà phê chỗ đó chỉ chị từng cái từng ly từng tí luôn. Anh cả là đã mất rồi. Lâm rất là dễ thương. Thật sự luôn, Nhiên cũng nhờ Lâm mà Nhiên quay clip á thì người ta cũng biết Nhiên nhiều hơn. Thật sự Lâm cũng ý là Lâm ăn chay thì dĩ nhiên cái suy nghĩ của người ta rất là đơn giản, không có phải là tính toán nhiều. Nhưng thôi chị, hồi nãy chị kể em nghe đi, chị kể với khán giả vụ mà chị mà người ta biết chị rồi rủ chị đó gì đó, người ta ví dụ mà rủ chị ra ngoài chơi đó ra ngoài cái rủ mà ấy là rủ đi ăn đó rồi chờ người ta ấy đó, người ta biết chị đó, nhớ không, hồi nãy chị kể em đó. Thôi lên đây nó công kệ lắm, sao đâu, chị cứ kể đi bình thường. Thì người ta dụ mình đi chơi, người ta thưởng là người ta coi nhiều cái clip là thấy như khùng khùng khờ khờ, người ta tưởng là chỉ là khùng khùng khờ khờ, cái là vụ vậy đi à, cái kia á trời ơi cái kia nhưng mà mình là không phải là mình nói mình trọn vẹn, nhưng mà mình cũng là có nhiều cái clip người ta cũng yêu quý mình, nhưng mà mình đi vậy mình tự nhiên mình đánh đổi cái với lại cái đó không hay, với lại mình làm việc chân chính mà. Đúng chứ rồi, đâu phải là mình lên đây để mình kiếm những cái đó đâu. Vì con á, nếu mà không sống vì con là mình quen tùm lum rồi. Nhưng mà tới thời điểm này cũng vẫn ở giá. Mà chị Nhiên cũng được cái là chị Nhiên cũng có kể là cũng nhiều anh chị biết rồi nhắn tin chị Nhiên, hay là chị Nhiên like trên đó đó, nhắn là chị ơi nữa chị có ra Vũng Tàu hay là ra đồ á, chị gặp em rồi em mời chị đi ăn cái này cái nọ, rất là nhiều người biết đến thì đó cũng nhiều người thương. Đúng rồi. Dạ, đó cũng là một cái niềm vui của mình ha. Dạ. Thì cũng có cái động lực á để cho mình càng ngày càng hoàn thiện mình hơn. Dạ. Rồi nhập tiệc nha. Nhập tiệc vô. Rồi. Nhiên mời mọi người cả nhà mình trên phim live của Phim live. À, trên live YouTube của VV Cá Viên Chi ngày hôm nay ăn cùng Nhiên là lẩu Thái. Lẩu Thái với lại lẩu củ sen. Mà VV mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn nha. Ăn cùng Nhiên nha. Chị nói nữa đi, xoài. Xoài bao á. Có dở không phải đâu. Hôm nay hữu duyên là cô ba bao. Chị cho em thêm mì. Chị thấy ở trên mạng khác, ở ngoài khác không chị? Thật sự luôn. Hồi nãy Nhiên có kêu nước mà Nhiên thấy mì số nhiều quá, Nhiên không dám kêu. Cái cô ba nói, thôi chị kêu đi, nói không có là người ta bao chị ngại lắm. Chị cũng phải tế nhị một xíu. Trời ơi, có quậy có chừng không? Tôi lần anh má ơi quán rồi bảy chân bả rồi. Ê, giờ bả cũng ngon bộ ha, nhiều nha. Nói chung là nhiều, còn món bán chai còn nhiều món nhiều lắm. Nói chung có gì mấy em đi hợp tế. Ê, làm cái việc đi hội tụ vậy ha. Thôi chị em cũng đi gặp anh Andy. Anh Andy mà với chị Thanh nó quản lý cũ làm cái phường ấy, có cô ba với em với Lệ Linh đồ nè, ngồi nói chuyện cũng xê xong rồi đi. Cô ba dắt đi ăn. Dạ. Từ trước cô ba cũng dắt mình đi ăn. Đúng rồi chị. Không, hồi cái quán của mình quán cô gia tự nhớ không? Đi ăn cơm quán rồi. Đây nè. Chị kêu quán chén cơm đó nha. Cái tô. Ờ, em nhấn cơm chị ăn đi. Nói chung là không có gì mà ăn bằng cơm hết trơn á. Chút đi chị, mình ăn xong đã. Nói chung thì em cũng muốn sau này thì em sẽ được hội tụ những Gia Hân nè, anh đó ta. Giống như một cái tiệc gì đó, trên một cái tiệc nhỏ. Gia Hân thì Gia Hân
ở nhà rồi, cảm ơn. Có thể là Gia Hân cũng đang chạy xe. Không, Gia Hân đang bệnh nhức đầu á. Vậy hả? Ừ. Thì cũng cứ mùng 1 hoặc là 15 đồ thì nếu được có cái việc mà tụi em có thể gặp gỡ đó thì tụi em sẽ quay những cái clip đi ăn chay. Ăn đi Minh. Đó là gì vậy Trinh? Cái lẩu này nè. Sao em không kêu đồ? Ôi trời ơi, là hủ ti kìa má ơi. Xích tắc nha. Thank you. Nhưng mà chịu giờ tụi em hơi bị đói nha, đói không mấy đứa? Bị trang điểm lâu lắm rồi. Cũng có em đi chùa, em đi cúng dở với lại cúng hòm dùm cho mấy anh chị. Nói chung là đói, cứ muốn ăn cái gì ăn nha mô, chị bị giá tiền cái. Cảm ơn. Mấy khúc này chị bị giá điếc nha. Trời ơi, xuất sắc luôn má ơi, không có gì lạ. Ở chết. Review đi nghiêng. Lẩu Thái hôm nay là lẩu Thái với lẩu sen. Lẩu Thái thì mình ăn bún, mà lẩu sen thì mình ăn mì. Chắc là ngon. Ăn quá vậy, nói tiếng đi. Cho khán giả. Em mới ăn lẩu thử rồi nha. Em mới ăn lẩu thử thì cái lẩu củ sen nó thanh thanh, nó cũng giống lẩu nấm đúng không chị? Mà nó thanh thanh thôi, còn cái lẩu Thái thì cái lẩu nào nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà cái đồ ăn á, cái mì hoặc là cái những cái là nấm nè, tàu hũ rồi đó, thì là những cái đồ ăn chay và đồ ăn chất lượng. Nên là ăn mình cảm giác cái tàu hũ non nó mềm, ngon lắm mọi người. Ủa? Cái này chị ăn cái gì nè, chị giới thiệu đi. Này là em đang ăn cơm với lại tàu hũ kia với lại nấm. Trời ơi, hiểu như đồ kho ở nhà vậy không? Xuất sắc. Không được rồi, không được, em làm. Không được rồi Nhiên, để em ăn miếng rau nè. Cà lách son đúng không Nhiên? Em đảo cà lách son nha. Em thích ăn cà lách son với lại canh phai mỡ lắm á. Chết rồi. Trinh ơi, ai chỉ ăn quán này vậy? Em với cô Ba Kiếm á. Xuất sắc, gần nhà mình luôn. Muốn gắp cái đũa nè, bỏ lên cái chén mình ăn, đừng gắp đũa của mình vô. Không. Giờ ăn những người lớn không? Đừng có ăn đũa gì. Dạ. Không, cái này không. Không có đũa này, cố lại đây mà. Mấy đũa cũng si mà. Si kìa bà nội. Trời ơi. Đũa con nè. Ừ. Thấy em lựa cái lựa lẩu củ sen xuất sắc ha, nó lạ lạ. Cà tắc làm sao? Hả? Cà tắc làm sao? Cà tắc nguyên vi thì mọi người ôi. Mọi người lên like thì mọi người sẽ xem những cái màn mà quảng cáo của em với vi nha. Trời chết. Vậy hả, vui hả? Vui không? Dạ. Ê, chưa biết cát. Để quay màn hình nó bị đục. Thấy là hôm bữa em quay đi cái trà đất anh hơi mệt quá, nhức đầu lắm. Chả có trà đất đi. Ê, con mình nó làm TVC hay nha. Nó làm diễn viên mà. Đúng rồi. Nó nói hay, nó gì nó diễn. Đó làm chung mình với Lộc cũng như là nước với lửa nè, hai đứa cái lộn mà tụi nó lấy nhau quá. Cái lộn có ngại quản lý nhân viên cái lộn. Để mày lọc ho đi. Cho
đậu kia là kho đúng không? Mệt. Thôi mình chào tạm biệt mọi người đi. Một ác quay nữa mà. Tôi biết chị. Các bạn mọi người nha, mọi người nhớ đón xem like và subscribe cho kênh của VV Các Viên Kim. Thì cô Ba, Si, Lệ Linh, Chị Nhiên, Trinh với Lộc với VV. Xin chào tất cả các chú, tạm biệt mọi người. Xin mọi người nhớ vô Facebook của Mặn Cầu ủng hộ. Cơm trái đó mọi người, nếu mà thích đó thì sẽ cho chúng em một like và một subscribe nha. Và nhớ vô Facebook như Mặn Cầu ủng hộ Nhiên nha. Bye bye.